một con gì lạ quá anh chị em ơi. Và những cái gì thì mình biết thì mình sẽ nói, và những cái gì không biết thì anh em mình cùng chia sẻ ha. Cái nào biết thì cho nó biết. Như con này mình không biết nó là cái gì luôn. Thật sự nó là như vậy. Tại vì sao? Trong lô, một lô xe của mình về thấy đẹp quá. Mà đẹp thiệt. Lấy luôn. Nó có một cặp nha. Anh chị em lưu ý, nó có một cặp. Và một chiếc là mình để đi, còn một chiếc mình đang bán. À, nó có một cặp lận. Chẳng biết nó là cái gì. Tại vì thực chất trên cái tem của nó thì không thấy. Nhưng mà một hồi qua tìm hiểu của nó thì cũng đã mò được cái tung tích của nó ha. À, con này có nó mã hàng của nó là 719 0909 77 5445. Đó là cái số Zalo. Zalo của mình. Anh chị em có nhu cầu gì đó, cần tư vấn gì đó thì liên hệ số Zalo đó. Và con này thì nó nói biết thì sẽ nói. Những cái thứ nào trong kinh nghiệm tìm hiểu được thì sẽ báo. Con này thì theo cái tìm hiểu của mình ha, trên một trang mạng của nước ngoài, trên một cái trang mạng của nước ngoài nè, 48V. À, con này nó 48V mà nó đến 1200, là gần 1.300 đô. Thì mình không biết là cái xuất xứ của website này ở đâu. À, nó cũng có review sơ của em này. Nó review sơ của em này. Thương hiệu của nó đó. Kun Bauer gì đó, Sikun gì nè. Hàng này hình như có lẽ là mình không lầm thì mình thấy nó hàng xuất châu Âu. À, mình không có chuyên về mấy con này thì quá đẹp rồi thì bắt buộc phải lấy thôi chứ đẹp quá. Không khác điều gì hết ha. Đen trắng cũng không khác điều gì hết. Nó 1200 mấy đô. Và nó bán ngàn mấy gì kệ nó. Mình bán xe cũ, nhưng mình cũng sẽ cân đối theo cái xe mới. Tại vì thật chất không biết nó giá trị của nó như thế nào, cũng sẽ cân đối theo cái giá xe mới. À, và cái tình trạng để mà báo với anh chị em mình, cảm thấy hợp lý thì mua. Và chắc chắn là chỉ nửa giá hoặc dưới nửa giá thôi, chứ không nào nào trên được. Xe cũ mà. Nó chạy kinh khủng lắm anh chị em ơi. Một hồi mình chạy 78 km, mình chạy cho anh chị em thấy. Má, nó chạy kinh khủng luôn. Kinh khủng trời đất luôn. Và đặc biệt, các bé nên lưu ý nha. Tốc độ kinh khủng lắm. Cái sườn xe nó cũng vô cùng độc lạ. Và hình như nó là nguyên con full nhôm luôn. Nhôm từ trên xuống dưới hết. Động cơ cũng nhôm luôn. Niền nhôm luôn. Cúc yên nhôm. Bàn đạp nhôm. Có vỏ đạp của nó cũng thấy ghê nữa. Cái gì cũng hầm hố hết. Ghi đông ông tăng. Tay thắng. Và được cái là còn này còn khá. Cái dàn phục nó còn khá. Nó dũng ác lắm. Nó đi hai thắng đĩa luôn. Thắng đĩa trước, thắng đĩa sau. À, niền. Các bạn coi nè. Của người ta 26-138 là thấy bự rồi. Nó 26-2.1 đến 2.5. À, có nắm tay của mình ha. Coi nè. Cái này là chấp mấy anh chậm trên 110kg, 120kg luôn. Rồi thôi, nắm tình hình chung thôi. Bắt đầu sẽ test phần cũng sẽ báo với anh em là điều vậy. Cái nào cũng sẽ báo rõ ràng. Lúc mình lấy về là con này cái người chủ của nó, nó không có đi clip đề giống như mình đâu. Nó không có đi clip đề giống như nguyên bản của chiếc xe này. Có nghĩa là cái dàn clip này, cái dàn clip này của nó hư. Mà cái thằng chủ này nó không biết thay. Nó đem nó thay cái một clip một anh chị em. Chứ nó không đi lại 7 clip tầng giống như mình nữa. À, mình thấy lạ quá. Nó sao con này nó kỳ quá à ta.
nó có cái dàn đồ của nó mà nó lại không có lip tầng, mình thấy lạ. Cái mình mới mò cuối thùng ra là nó đi 7 lip tầng. À, nó đi 7 lip tầng, 6 lip tầng gì đó. Nhưng mà mình nghĩ con này nó đi 6 lip tầng à, chứ nó không đi 7 lip đâu. À, bắt đầu mình rút cái lip cũ của nó ra, một lip một thôi, nó đi có một lip bằng chủ cũ, đi một lip mình trả về cho nó 7 lip, lip Shimano luôn nha, mình trả về lip Shimano luôn. Bộ lip này không cũng hết 400 mấy rồi, thêm sợi sên nữa 200 mấy nữa, túng ra là để một lip thôi, mua cái nào bán nấy. Nhưng mà trả về nguyên bản, thứ nhất, thứ hai nữa là trả về cái lip này thì nó đi tốc độ kinh khủng lắm, nó có sự thay đổi không, nó có nặng nhẹ nhanh chậm, đâm ra nó có sự thay đổi. Trả về cái lip đó 7 lip sợi sên và gắn thêm cái cùi cho nó luôn, trả về nguyên bản là cho nó. Và trong cái lip thứ 7 không tài nào căng được nó hết, có nghĩa là cái xe này nó đi 6 lip tầng thôi chứ nó không đi 7 lip đâu. Tại vì khi nó khi đi nó ly 7 lip rồi nó nhảy lên trong này thì bắt đầu sợi dây thắng, dây sên mình nó lên tới lip 7 là bắt đầu nó không chịu. À, có nghĩa là chiếc xe này đi 6 lip tầng. À, clip này là mình không sử dụng được ha. Anh em nào tay nghề cứng cửa hơn, chỉnh sửa được thì chỉnh sửa. Mình cũng đã báo rất rõ ràng với vấn đề này. Đúng nguyên tắc là chỉ có đến nó thằng chủ cũ nó đi có một clip một. Anh em nào cảm thấy phức tạp quá thì cho nó về clip. Nhưng mà để đi tốc độ 6 clip này đi đã lắm anh chị em. Hồi mình test phần tốc độ cho anh chị em thấy. Nó chạy kinh khủng trời đất luôn. À, cặp vỏ ruột zin của nó. Ừ, cái bánh của nó. Nó như cái tầm vòng. Cái động cơ của nó cũng khác người ta nữa. Cái động cơ nó chà bá lửa. Và đây là cái bộ phận pin của nó nha. Đó, nguyên một khối pin dài của nó. Hồi mình sẽ test phần này, rút ra giới thiệu sơ cho anh em. Rồi, trước tiên là tắt máy. Nó ngoài tầm kiến thức của mình, con này. Và những anh em mờ từ 1m65 đổ lên nha, 1m65 đi cũng thốn đốn với nó đó. Mình 1m70 nè, giới thẳng cái giò luôn rồi đó, mà còn chưa nhúc nhích gì với nó nữa hết. Đúng là cái size của tụi châu nó rất là bự, cỡ 1m74 còn không nghĩa lý gì, nhúc nhích gì nó. Ngồi chỉ là mới vừa thôi chứ chưa phải là to với nó nữa. Nó bự lắm anh chị em. Chị em thấy cái sườn của nó không thôi là cái nắm đấm của mình đúng không. Nó bự khoảng tầm 12 phân có, 12 đến 15 phân có. Cái phuộc của nó cũng vậy, cái bánh của nó cũng vậy, nó như chiếc mô tô vậy đó. Cái yên của nó cũng vậy nè, nó bự nhất rồi. Cái yên này là như mình chưa thấy cái yên nào bự vậy đâu. Không có điện ha, phải là một chiếc xe đạp. Và hơn là mình trả về cái bộ lip đề, nó có sự nhanh chậm nặng nhẹ. Chứ nếu mà để cái nó đi một clip một nặng lắm. Thằng này nó cũng chạy ác lắm nè, thằng này nè, cái thằng chủ cũ nè. Nó đi có một clip một à. Bởi vậy nó nặng gì trong chân, nó không có sự thay đổi clip á. Nó để một nấc một à. Đâm ra nó để cái nấc nhỏ nữa, nó nặng gì khó đạp, đi đường Sài Gòn mình khó, nặng lắm. À, anh chị em thấy cái clip đang clip nhỏ clip nè. Xả từ từ ha. Bắt đầu lên clip xuống clip nhỏ rồi đó, nó nặng gì không chưa nè. Đó, lúc đầu nguyên bản của nó là cái thằng chủ cũ nó đi cái clip nặng gì vậy nè. Đó, mình nói sốc kỳ vậy trời, đi gì xe mà nặng dữ vậy. Nghiên cứu kỹ lại thấy nó đi 7 clip, 6 7 clip gì đó. Đó, xả clip tăng clip là giờ ngon lành. Muốn nhanh chậm nặng nhẹ cái chân thì tùy. Đó, anh chị em nghe cái clip 7 mình canh chỉnh rất chuẩn ha, nhưng mà cái clip 7 nó lên không được, nó dướng cái dĩa liền, làm ra chỉ đi được 6 clip thôi. Clip lớn nhất nè, nhẹ nhất. Rồi, xả từ từ nha, tay bấm xả luôn, xả. Đó, nặng gì vậy đó, nãy giờ là chiếc xe đạp chưa điện đóm gì đây hết. Và mình sợ một tay mình chạy con này nó nguy hiểm, phải nói là nguy hiểm lắm. Hồi nãy mình đi hai tay mà lên tới tốc độ 50 rồi đó.
cho maximum luôn. Đi clip nặng nhất, máy mạnh nhất, đạp đỏ nó nhồi nhúng cái đầu lên luôn. Lưu ý anh em, lưu ý cực kỳ lưu ý phần tốc độ nha. Mình thanh niên đây mà mình cảm thấy tốc độ này đối với mình nó còn sợ, tại vì nó quá mạnh. Đạp phụ chung với nó để lấy tốc độ chung với nó. Quá ghê quá anh em ơi, ghê quá ghê quá. Chị em thấy mày thắng một tay là không được cái nó luôn. Rồi không nhịp ga cái nó nhồi cái đầu luôn nè. Đó. Nhịp ga cái nó nhồi cái đầu luôn. Bảy mươi tám kg đó nha, đó là cái trọng tải của mình đó. Mà những anh em nào khoảng tầm sáu mấy bảy mươi nữa là nó chạy còn ghê hơn nữa. Hồi nãy là mình đo được 49 cây số trên một giờ, mà đó là chưa kéo đường dài á. Đâm ra anh em mình lưu ý phần tốc độ này một cái. Còn con này thì khỏi bàn về cái độ mạnh của nó rồi, nó lèo gần như là bất chấp mọi địa hình luôn á, cây cỏ gì hết, nó leo láng sần hết. Nước mới tưới cây. Đi đường vô đường Sài Gòn đông thì nhả clip về cho nó nhẹ chân. Nhịp chung ga, thích đạp đạp, thích vô ga thì vô. À, đi số 3 mà đi clip trung bình, mà đi số 5 là số mạnh nhất à, coi nó chồm đầu lên nè. 78 kg, nên ra anh em lưu ý bằng tốc độ cho mình. Mới đi số 4 à, clip 4 à. Tính ra con này nó ghê hơn con 36V của Bracketon, mạnh quá. Và sẽ cho mình chọn chế độ máy ha. Đi vô đường Sài Gòn mình thì đi đường đông, nói chung là những thành phố lớn đường đông thì cứ vô số 3, số 2 là được, mà đi đường trường là bắt đầu đi số 2, số 1, số 5. Đó, nó cũng sẽ cho mình mức độ chọn của nó. Ở đây là báo pin, km đi được. Nãy giờ mình chạy là gần một cây. Bấm im nút cộng thì nó ra đèn phía trước. Cái đèn này mình lắp của thằng xe máy vô luôn nè. Từ 12V đến 4 đến 80V. Nó sáng ghê gớm luôn. Mình xe máy mình cũng đang đi cái bóng đèn đó. Nó chịu được tải từ 12V lên tới 60V hay sao. Tắt đèn. Xe độ chế thì cho chế luôn. Techco. À, chứ nó không phải là con này, theo mình nghĩ nó là con Trung Quốc xuất châu Âu nè. Tại vì nó xài đồ của Techco, hàng của hàng xuất luôn nè. Đó. Chứ nó không phải là dạng hàng gì hết, mà tương đối nó cũng khá mắc. Trên website chủ của nó là đến ngàn mấy lần. Shimano. Dàn đồ nó nhìn cũng sướng nữa. Nó hầm hố mà nó cứng cáp, chứ không phải nó hầm hố mà nó rệu rạo. À, thuộc à.
Magazine ống phục nữa. Đi hai cái thắng đĩa trước sau luôn. Nhìn cái dàn thắng đĩa là lúc đầu mình biết con này nó đi tốc độ rồi, tại vì mình thấy hai cái dàn thắng đĩa của nó là mình thấy kinh khủng rồi, tại nó phải cần cái thắng đĩa là cái thắng gấp, thắng ăn. Cái đùm của nó cũng hơn người ta nữa, cái niền của nó cũng vậy, mập thù lù. Có cái vỏ nè, còn hơn cái đấm đấm của mình nữa. Khung sườn nhôm, cốt in nhôm, con này anh chị em thấy gần như nhôm hết à. Tăng giảm qua cái này ha, bảy ra, tăng giảm thì chiều cao hạ xuống. Sạc pin ở đây luôn. Đó, anh chị em cục sạc này, riêng cục sạc của nó là mình thấy 42V nè, 3A nè. Sạc trên xe luôn. Hoặc kéo dây điện sạc ha, nếu nhà rộng. Giò nhôm luôn nè. Cái bàn đạp nó cũng lạ hơn người ta nữa, nhưng mà đặc biệt cũng của Shimano nha anh chị em, chứ không phải đồ tào lao. Chân chống nhôm luôn. Cái sườn xe nó cực kỳ lạ mà lần đầu tiên mình thấy. Cái này là cái đề trắng, trắng sình thôi. Đây bộ thắng đĩa sau nè. Đây cái thông số của động cơ motor của nó nè. Mình quay lên xíu. Em mà sút là cái gì nè. 350W, 36V, đường kính bánh là 26 inch, rẽ thông số luôn, rõ ràng luôn nè. Động cơ 350W, 36V và 26 inch. Thường thì những cái xe Nhật bãi của mình thì động cơ nó chỉ 250W thôi, con này 350W hay gì nó mạnh. Niền nhôm luôn nha, cái dây cui nha. Đó, Shimano, cấp Shimano gì, Made in Malay hay gì đây. Anh chị em coi nó, cái này nó lạ nè, cái này mình cũng chưa thấy nè. Khi mà mình đi ra sáng như vậy á thì nó không nháy đúng không? Giờ mình thử che, hồi nãy mình ngồi mình rửa xe mình thấy nó che con mắt lại nè, tự nó sáng lên nè, đèn nè. Con mắt này giống như con mắt cảm ứng rồi đó. Hồi nãy mình quơ quơ cái tay cái mình thấy lạ lạ, ủa sao tự nhiên không, mình vừa mới quơ tới cái điểm đó thì cái đèn nó sáng. Cái hồi mình mò ra được cái tới đây nó có cái đèn, có nó có con mắt. Khi mà đi trong đêm nè. Đi trong đêm nè, từ cái đèn đuôi này nó sáng luôn. Tắt máy nè, mở máy nè. Để cái lẫy trong cùng nha. Đó cái lẫy nè, bẻ thêm đất nè, là lấy cục pin ra. Cái tay quay nè, mới thấy luôn. Bởi vậy cái gì đó lạ lẫm quá, đối với mình nó cũng lạ lẫm. Đọc cái thông số của pin nè. Đây
36V. Lion battery ha, pin Lion trong đây. 36V, 15A. Đây nó chỉ ra cái điểm sạc đây. Con này cũng còn mới. Nè, nhét vô nè. Tay hoài đó, che con mắt hay lại tự động cái đèn nó sáng à. Cái xe này chắc 2m, thằng nào 2m đi nổi à, 1m7 nè, nó lên 1m7. Khóa cục yên lại thẳng chưa, khóa con này đi uống cà phê thì còn gì bằng nữa anh chị em, đi làm còn gì bằng nữa, nó lạ quá trời lạ luôn, mình cũng để dành con, để dành con để đi cho nó độc lạ với người ta. Bánh xe như bánh xe Honda mình rồi. À, những anh chị em nào mà cần tư vấn mà mình cũng chẳng có tư vấn biết tư vấn gì hết, chỉ động cơ là mình biết nè, về truyền động mình cũng biết nè, về cái nhìn về tổng thể của chiếc xe thì mình cũng biết nè, chỉ vậy thôi. Còn giá web mình cũng biết nè, nói chung là mình cũng biết nhiều về con này, nói chung là cũng làm nghề thì cũng sẽ biết, nhưng mà nó cũng hơi vượt quá cái khả năng của mình, cũng không rành về nó đó, dùng từ không rành, không chuyên về nó đó. Mà anh em mình cái gì giao luôn rồi, vậy nha anh em nha.